của em đây. Wow, em cảm ơn. Tớ, đến tớ. Và tớ. Chả không có barbecue cho mình. Cảm ơn em đã ghé mua. Bye. Thế này thôi ạ. À đúng rồi. Em là khách hàng thứ 1000. Thật á? Barbie này là của em. Chơi vui nha. Em cảm ơn. Ôi không, búp bê của mình. Cậu đã làm gì hả? Wow, Barbie. Yay, hào hứng quá đi mất. Đi thôi. Wow, em ấy thật lộng lẫy. $100. Nhưng mình chỉ có $1. Barbie, chị rất xin lỗi. Cảm ơn em đã ghé mua. Đây. Thế này thôi ạ. À đúng rồi. Em là khách hàng thứ 1000. Thật á? Barbie này là của em. Chơi vui nha. Em cảm ơn. Ôi không, bố mẹ của mình. Cậu đã làm gì hả? Có chuyện gì vậy? Tiền là đâu? Ôi trời, không thể là thật được. Mình nên quay trở lại hộp, nó an toàn hơn. Ôi không, baby. Em bị làm sao thế này? Eo ơi, thế ghê quá. Ôi trời ơi, váy tôi, mặt tôi, bẩn quá đi. Mình phải lau mặt thôi, thật nhanh. Yêu ơi, có lẽ bên này sạch hơn. Ok, méo mó có hơn không? Lạ quá, phải sửa lại mới được. Mình cần phải trang điểm thật xinh. Chỉ sử dụng các thành phần tự nhiên. Màu sắc càng sáng thì càng tốt. Hãy xem nè. Tuyệt, lại xinh rồi. Tuyệt, mình đã trở lại và lợi hại gấp đôi. Còn chiếc váy? Ôi không, nó hỏng bét mất rồi. Một viên kẹo. Món tủ của mình. Dùng được đấy. Thử xem nào. Mình chỉ cần cắt vài đường. Ở đây và ở đó. Sắp xong rồi. Một vài mũi khâu cuối cùng. Wow, chiếc váy này xinh quá đi mất. Nhưng mà mùi gì vậy? Ew ơi, sao có thể? Dính vào váy mình. Chị ấy chắc chắn sẽ thích nó. Đây sẽ là thiên đường. Nhưng mùi đó phát ra từ đâu? Đây rồi nè. Phải, mùi tanh của cá. Và chúng ta còn có gì nữa ở đây? Thú vị đấy. Đúng, ngọc trai. Những viên ngọc trai sáng bóng tuyệt đẹp. Chúng cũng có thể hữu ích. Không, không phải. Mình chỉ cần dán tất cả lại với nhau. Yeah, ok đấy. Hãy thử làm điều đó. Wow, hoàn hảo. Một phụ kiện xinh xắn cho chiếc váy mới của mình. Đẹp muốn xỉu. Wow, ôi lại nữa sao? Trời ơi, chân tôi. Làm ơn quay về đúng vị trí đi. Xong rồi. Còn mái tóc. Mình cần phải chải tóc. Tốt lắm. Và bây giờ không có túi, không có gì. Cái gì thế? Để xem nào. Chúng ở khắp mọi nơi. Nhưng trông lạ mắt ghê. Nếu mình đặt cái này ở đây và... hiểu rồi. Sẽ tuyệt lắm cho coi. Mình chỉ cần gắn tất cả các mảnh lại với nhau. Thêm ngọc trai. Và gắn thêm tay cầm. Chỉ vậy thôi. Tuyệt vời ốc mặt trời. Bây giờ mình có thể cắt lược vào đây. Xuất sắc. Rồi ký tên lên túi sách. Hoàn hảo. Ôi trời, mi là ai?
kẹo của ta, ngon ngon. Ừ, được thôi, lấy đi. À, em ơi, cái gì thế? Ôi không, hôm nay chưa đủ khủng khiếp sao? Bây giờ mình cần giày mới. Chào cả nhà. Ê, kẹo cao su này hết ngọt rồi. Hả, cái gì thế? Dính dã man. Nhưng mà mình thích màu này. Cha mình sẽ làm gì đó thật độc đáo. Mình sẽ phải dùng mọi thứ có thể. Giờ thì bọc nó lại. Đầu tiên bằng băng dính. Tuyệt vời. Cảm ơn nhé. Giờ thì đến cục siêu dính này. Chúng ta chỉ cần làm vài lớp thôi. Wow, đẹp dã man bà con ơi. Giá như... Ôi, giày nặng quá. Không nhấc nổi cái chân luôn. Muốn đẹp thì phải hy sinh thôi. Mình vẫn chưa có đồ trang sức. Này, đây là ý kiến rất hay. Ông hút đủ dẻo nè. Yeah. Mình sẽ cắm hai đầu vào với nhau. Chuẩn. Giờ thì ghép chúng lại nè. Và tạo thành một chiếc vòng cổ cực xinh. Yep, rực rỡ đầy màu sắc. Thích quá đi. Wow, để đeo thử xem nào. Xinh đẹp chưa nè. Đã đến lúc quay trở lại hộp của mình rồi. Mình đã có đủ những thứ cần thiết rồi. Hả? Barbie của mình. Ô, đừng khóc mà, em ở ngay đây nè. Em sẽ quay lại với chị ngay. Wow, em thay đổi rồi, phong cách mới này đỉnh của Chop. Hả, có chuyện gì vậy? Cuối cùng em cũng ở đây. Barbie, em có thật, quá xinh đẹp lộng lẫy. Em cảm ơn chị. Chị dễ thương quá. Hôm nay trời đẹp quá. Và Ken ở đây với mình. Wow, anh ấy thật đẹp trai. Này người đẹp, xem anh có gì cho em này. Ôi Ken, lãng mạn quá, cảm ơn anh. Hả? Ôi nàng tiên cá. Gì? Xin lỗi Barbie, nàng tiên cá tốt hơn. Đi thôi Ken. Ok. Tệ nhỏ xấu xí này. Ôi không, anh ấy thích người cá hơn. Ôi người đâu mà đẹp trai quá, giỏi ca nè. Và lúc đấy anh kiểu chuyển bóng cho tôi và bùm. Mình tốt hơn cô ta. Anh ấy chỉ cần thấy mình. Hả? Barbie? Hi Ken. Xin lỗi Barbie, nàng thì cá tốt hơn. Tệ cô ta. Anh ấy thích người cá hơn. Mình sao thế này? Hả? Đôi chân. Phải, đúng là như vậy. Không thử thách nào có thể ngăn cản mình. Nhưng mình cần phải làm gì? Nếu muốn trở thành nàng tiên cá, cậu sẽ cần một cái đuôi. Hy vọng sẽ không đau. Nhưng cậu nói đúng, bắt đầu thôi. Đầu tiên thay giày đã nè. Chân trèo sẽ hoạt động tốt hơn nhiều. Giờ thì đến băng dính. Dán kín luôn nè. Tuyệt. Và giờ mình cần một thứ sáng bóng. Từ đây. Cái này không được. Đây mới là thứ mình cần. Cứ đổ hết lên đây. Càng nhiều càng tốt. Đẹp và sáng bóng. Xong. Một cái nữa. Không. Bây giờ trông mình thật lộng lẫy. Cần làm cho đuôi hợp với áo ngực. Áo ngực á? Được rồi. Và mình có thể dùng gì nhỉ? Có vẻ ngọt ngào đấy. Hãy thử gắn hoa nào. Không, cũng không đẹp lắm. Chúng ta có gì ở đây? Phong cách tạp chí màu vàng. Không. Các bạn nhỏ của tôi cũng không.
Làm sao đây? Thật khó để... Ồ, cái gối xinh quá. Mặc thử xem nào. Hoàn hảo. Màu xinh lại sang điệu. Nhưng còn mái tóc, nàng tiên cá nào cũng có mái tóc sáng màu bồng bềnh. Vậy thì chọn màu nè. Xanh lá? Không. Cam? Cũng không. Màu vàng? Có vẻ đẹp hơn nhưng không. Đỏ? Chuẩn sẽ hợp đấy. Mình chỉ cần với tới cái máy. Đây rồi nè. Bỏ chiếc tất đỏ vào đây. Nhét tóc vào nữa. Và khởi động máy. Chà, cũng đáng thử mà. Wow. Và quần áo. Úi da. Không phải tớ đâu nhé. Được rồi nè. Chỉ cần lau sạch hết. Úi. Đâu mất rồi. Mình phải lấy lại mặt. Trở lại rồi nè. Nhưng mình vẫn không giống nàng tiên cá. Được rồi, mình sẽ đánh chút phấn mắt. Và đặt vỏ sò lên hai mắt. Kết quả thật tuyệt vời. Ôi, cái bụng tôi. Mình chỉ cần gọi đồ ăn thôi. Đồ của người cá. Cốc cốc, giao hàng nàng tiên cá. Ôi, nhanh thật. Chúng ta có gì nào? Cá. Eo ơi, tanh quá đi. Nhưng mà thật ra làn da sáng bóng này sẽ rất hợp với khuôn mặt của mình. Đội cái này vào, chọn màu phấn phù hợp và đánh nhẹ nhàng ở trên lưới. Phải thật cẩn thận. Cởi nó ra, vậy là xong. Sởi ma. Thế gì đây? Ngọc trai, đỉnh quá chớp. Thêm một xíu nè. Wow, trang trí bằng ngọc trai quá lộng lẫy. Gì vậy trời? Một lá thư. Cứu. Thôi kệ đi. Mình sẽ uống nước thôi vậy. Ôi Ken, bác gì anh thuộc về em. Được, người đàn bà. Cái này thì sao? Môi tôi. Nhưng cũng không tệ nha. Giờ thì đánh thử son môi xem sao. Chỉ một ít thôi. Thoa son nè. Và voilà. Xinh quá nè. Khoan, bông tai. Mình cần đeo bông tai. Vậy thì tự làm. Chọn hình dạng đã nè. Thêm các chi tiết nàng tiên cá. Và dàn nó lại với nhau. Phải thật cẩn thận. Và thêm ngọc trai và kim tuyến. Sắp xong rồi đấy. Nhìn một lượt nào. Một và hai nè. Ưng quá đi mất. Wow. Mình trông giống nàng tiên cá rồi. Yay. Cậu có thích diện mạo của tớ không? Cậu thật xinh đẹp. Ken đang đợi đấy. Yes. Coco. Khoan, ai đến vậy nhỉ? Giao hàng nàng tiên cá. Hả? Tôi đâu có đặt hàng. Mà đợi một chút, giọng nói này có phải... Wow, Barbie, hôm nay em xinh đẹp quá. Ôi, Ken. Barbie. Barbie mini là xu hướng của trước rồi. Bây giờ búp bê phải cao ít nhất 30cm. Đừng lo lắng, Barbie. Cậu sẽ bước ra khỏi đây giống như một ngôi sao. Cảm ơn nha. Ồ, có hiệu quả không?
Wow, hãy nhận nơi tớ. Eo ơi, cậu quá bự. Mười à? Đây là gì? Con cháu là ai? Nhận nuôi tôi. Được, đây là chị gái mới của con. Hả? Không! Những em búp bê nhỏ được xếp thẳng hàng. Thế là mình không thích búp bê. Đặc biệt là Barbie. Dù sao thì hãy dọn tường cho lịch của mình, để mình biết khi nào chị gái mới sẽ đến. Đến rồi. Cái gì? Này, đây là chị gái của con. Làm quen đi. Nhưng mẹ, con muốn có một người chị thật cơ. Eo ơi, mình không thích nó. Hay, tớ là chị gái của cậu. Sao mẹ lại nhận Barbie làm chị gái của mình? Ước gì mình có người chị ngầu lòi. Muốn chơi không? Chị dọa em. Đừng có phân tâm, lấy đồ đi. Nó có mọi thứ mà chúng ta có thể cần đấy. Cầm vali nè. Hả? Đây là gì? Mở con nhện. Mình phải đuổi nó đi. Dùng dây ném cho sợ. Ôi không, đừng mà. Đi rồi, bình tĩnh. Em ấy là bé cưng Patrick. Ồ. Hả? Thật á? Sao không nói ngay từ đầu? Ow, đau quá. Để em giúp chị. Hả? Gì đây? Hình như nó bị kẹt rồi. Để em sửa. Nó không nhúc nhích. Cách này thì sao nhỉ? Em đã xong chưa? Ow. Nhỏ tiếng thôi. Mới sáng ra đã phiền phức. Và mình lại quên không tẩy trang. Trang buổi sáng. Ow, nghiêm túc thế hả? Hi Barbie. Hi Barbie. Ôi nhìn tôi này, tôi là Barbie thân hoàn hảo. Hả? Cái gì thế này? Quần áo của mình bị sao thế này? Này, chị mang cho em ít đồ đấy. Không, eo ơi, em không mặc đâu. Đã đến lúc trổ tài khéo tay. Mình muốn làm cho áo len trở nên thần ngầu. Tất nhiên, mình sẽ cần sơn màu đỏ và đen. Bắt tay vào việc nào. Nó không cần phải hoàn hảo đâu. Càng lộn xộn thì càng tốt. Được rồi nè, trở lại với màu của mình. Em ơi, chị đã làm bữa sáng cho em. Được ăn rồi. Hả? Bằng nhựa mà. Chị đang đùa em đấy à? Bữa sáng của em đâu? Hả? Uống đi em gái. Em không muốn bị trễ học đâu. Chị đang làm gì thế? Nhanh nào, mau ăn sáng đi. Mình cần thức ăn. Ngon ngon. Chắc hẳn chị chưa từng thử thế này. Chị sẽ thích đồ ăn thật. Nói à. Hả? Việc gì cũng đến tay mình hết sao? Chị phải há miệng ra sau đó khép lại. Tiếp theo, chị phải nuốt thức ăn xuống. Vậy, có ngon không? Chị thích nó. Chị muốn ăn nữa. Mình đã tạo ra quái vật. Ôi Maya, ngon tuyệt cũng nhờ. Bụng chị sắp nổ tung rồi. Để em giúp. Ở đây rồi. Chị phải làm gì? Dặn đi. Dặn mạnh vào. Dặn. Được rồi. Như thế đấy. Em cũng đau bụng luôn. Nhanh lên, không nhịn nổi nữa. Chà, cũng không tệ lắm nhỉ. Nhẹ cả người. Hả? Nhanh lên. Em không thể nhịn được nữa đâu. Ở trong này có thiệt à? Xem tớ nhảy nè. Chị có sao không? Xong rồi, tránh ra. Lộn xộn quá. Hả? Để em giúp chị. Eo ơi, trước tiên phải lấy giấy vệ sinh ra. Nó dính quá. Để em chải tóc cho. Trời ạ. Úi da, chúng ta cần biện pháp mạnh hơn. Chắc chắn mẹ chỉ cất ở quanh đây. Eo ơi mẹ. Lại nào. Không đụng vào thứ đó nữa đâu. Mình sẽ lấy gel vuốt tóc của mẹ. Thấy rồi.
Hoàn hảo. Bắt đầu thôi. Chừng đó là đủ rồi. Tiếp theo em sẽ xoa bóp khắp da đầu của chị. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải gel vuốt tóc à? Có chuyện gì thế? Không có gì. Ôi trời, dùng tóc giả là được mà. Ok nè. Wow, sản phẩm này hiệu quả đấy. Cảm ơn, chị có quà cho em. Quà, yay. Tặng em nè. Xe hơi. Wow, vậy là cuối cùng em có thể đua xe. Thật tuyệt. Cứ như mơ, đã quà đi mất. Chẳng không cần chỉnh. Xe đến rồi. Hả? Cái gì kia? Ô tô cho búp bê. Mất công tưởng bỏ. Này Maya, em nhìn nè. Wow, có chuyện gì vậy trời? Chị đang thử nghiệm nó. Không mất rồi. Úi. Không ổn chút nào. Dừng lại đi Barbie. Ôi trời, dừng lại. Các con. Cứ như cái chuồng lợn ấy. Mẹ à. Mấy đứa đang phá nhà hả? Oops. Dọn phòng đi, ngay. Ôi. Dọn dẹp dọn nào. Dẹp nào. Trước tiên phải dọn giường. Mình sẽ nhét tất cả xuống đây. Vậy là xong. Cứ ngồi đây chứ. Hả? Đó là đồ Maya từng thích. Wow. Các em xứng đáng được ở trên kệ. Ở đây nè. Xinh quá. Tiếp theo mình sẽ treo tấm áp cho Barbie. Không thể tin được là em giấu thứ này đi. Thứ ẩm đạm này không hợp đâu. Mình sẽ cất hết đống này đi và biến cả căn phòng thành màu hồng. Mẹ sẽ thích cho mà xem. Nhìn đẹp mắt hơn hẳn. Đặt cái này đâu nhỉ? Chị có một ý tưởng. Phòng bên nữa. Barbie, chị đang làm gì thế? Đó, xong rồi. Em thấy thế nào? Chị đã làm gì? Không, đây là gì? Cô liệu hồn đấy. Đừng hòng biến căn phòng này thành màu hồng. Mình sẽ cần các biện pháp khẩn cấp. Cứu tinh đi rồi. Tao chừng. Wow. Chuyện gì đây trời? Bên của em, phong cách của em. Được rồi đấy. Chia đôi cũng tốt. Hoa nhé. Chị em cổ trèo. Có thông báo nè. Ken. Gì thế? Vùng đất Barbie. Họ đang mời chị quay lại. Chị phải đi rồi. Nhưng mình đang chơi vui mà. Đúng vậy. Chị em mình chơi với nhau rất vui. Nhưng chị cũng phải về nhà. Chị sẽ không quên em đâu. Tạm biệt thế giới thực. Chưa gì đã đến giờ phải dậy rồi à? Mình ngủ như khúc gỗ. Chào buổi sáng. Dậy chuẩn bị thôi nào. Bắt đầu với làn da trắng như ngọc. Bạc hà nè. Bữa sáng của nhà vô địch. Và thật nhiều cà phê. Ngon bá cháy. Còn trang phục. Hoàn hảo. Ủa, có chuyện gì thế? Thấy nhột nhột nha. Trong này hôi quá. Wow, đây là ở đâu nhỉ? Hi Ken. Một bộ đồ kỳ lân hả? Ngỡ ngẩn thế. Bộ này thì sao? Không, bộ này. Ngon đấy. Này, cứ nhanh lên cho người khác còn vào. Chờ chút, tớ chưa dừng lại được. Xin chào. Nơi này thú vị đấy. Hi Ken. Cô đang làm gì đây hả? Tên là Timmy. Tránh ra. Wow, nơi này thật kỳ diệu. Wow, mình không còn ở ngôi nhà trong mơ nữa. Cậu ấy đang làm gì nhỉ? Ok, chào. Cậu là ai? Khiếp. Cậu giống hệt búp bê của tớ. Không thể tin nổi. Là Barbie. Mọi người ơi, đến xem nè. Wow, thật luôn. Wow, đôi giày xinh quá. Wow, tóc cậu đẹp quá. Cậu xinh đẹp tuyệt vời. Xem dưới váy cậu ấy đi. Xin lỗi, tớ phải đi đây. Nhưng Barbie, chờ đã. Không được đi. Đừng đuổi theo tớ Barbie. Nữa. Bắt lấy. Quan, hình như mình bị lạc rồi.
Lại đây. Kraken. Cầm lấy. Hình như ở trong này. Cậu có thấy Barbie không? Không, xin lỗi. Dọn dẹp thôi. Bẩn thần đấy. Suýt thì lộ. Chắc chắn rồi. Tớ nhớ quần áo cũ. Wow. Đẹp hơn nhiều phải không? Nghe này, chúng mình cần phải ra khỏi đây. Nhanh lên, đi nào. Xin chào, Barbie đâu rồi? Vào trong đi. Người đâu mà lịch lãm quá. Ở lại đây nhé. Ok. Wow, chào bạn. Cái cậu này bị khùng hả? Em đang làm gì thế? Xin chào. Hả? Có gì đó lạ lắm. Xem nào. Một loại chất nhầy màu nâu. Ra là sô-cô-la. Vui quá. Cắt đuôi được họ rồi. Nhưng cậu vẫn phải trốn. Ôi. Nằm yên nhé, được chứ? Ta không có nhiều thời gian. Anh ơi, em về rồi. Ê, gì thế? Em vẽ bậy gì đấy? Jimmy, trời thôi. Thế nào? Được rồi, Barbie không đâu. Không đâu. Lát nữa anh chơi cùng được không nào? Vâng. Đến lượt em. Con nhỏ nghịch ngợm quá. An toàn rồi. Sợ hết hồn con chồn. Tớ phải gọi cho bác sĩ. Cậu mới nói bác sĩ hả? Chẳng có ai cả. Xin chào. Có ai không? Xem TV có gì hay không? Tin nóng đây. Barbie người thật đã được tìm thấy tại trường trung học Lala. Nếu bạn có thông tin về cô ấy, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại bên dưới. Trời, cậu lên TV kìa. Cậu đúng là Barbie. Người thật đấy. Taxi của tớ đến rồi. Bye. Khoan, cậu không vào đó được đâu. Nó quá nhỏ so với cậu. Không dùng được sao? Barbie, nó sẽ ổn cả thôi mà. Tớ muốn về nhà cơ. Khoan, tớ có cách giúp cậu vui lên. Mình nhớ ngôi nhà trong mơ. Mùi gì vậy? Wow, mùi này thơm quá. Trái cây ngon. Tớ có thể ngửi cả ngày. Wow, ngon quá đi. Tớ không thấy buồn nữa. Tớ mua pizza này. Cậu đang làm gì thế? Cậu có muốn thử không? Không, tớ có đồ ăn này. Wow, thấy không? Nhìn thú vị ghê. Có mai à? Một bữa tiệc thịnh soạn. Xịn quá. Khoan, cậu phải cắn một miếng. Rồi nhai. Thấy không? Cắn nó vào nhai. Wow, tớ chưa bao giờ ăn món gì như thế này cả. Cứ như có tiệc trong miệng tớ vậy. Tớ đang bơi trong nước sốt. Thêm phô mai. Đỉnh luôn. Món bánh ngon nhất quả đất. Barbie. Wow, ngon bá cháy bạ chết. Tớ chẳng bao giờ muốn ngừng ăn. Nữa. Gì? Nhưng tớ chỉ có mỗi một miếng. Ngon hết sảy gan bà bảy. Ui, bụng của tớ bị sao vậy trời? Cảm giác như tớ sắp nổ tung. Tớ gọi đó là em bé thức ăn. Đừng lo lắng, tớ sẽ giúp cậu. Ta-da. Gì vậy? Mà dùng nó như thế nào? Cậu cần phải dặn, cố lên. Dặn? Tớ biết rồi. Hình như có hiệu quả. Wow. Barbie, xong chưa? Tớ cảm thấy khỏe hơn rồi. Cậu ý à? Ok, thôi kệ đi. Tớ có một bất ngờ cho cậu, sẵn sàng chưa? Wow, hãy nhìn quần áo này đi. Cứ như thiên đường vậy. Và mọi thứ đều có màu hồng. Tuyệt vời. Tớ muốn thử mặc hết đồ ở đây. Trước tiên, bộ màu hồng baby rất hợp để đi biển. Bắt lấy. Còn chiếc váy lụa quý phái này. Nhìn sang chảnh chanh xả dã man. Hoàng đồ kiểu năng động thể thao. Cậu thấy thế nào? Trời ơi, chán quá. Chắc cậu ấy tìm được rồi. Nữa hả? Mua sắm thả gà hả? Chắc là đủ rồi đấy. Đang đây. Chào mọi người. Các cậu ít nói quá nhỉ? Thô lỗ. Nhưng mình đã nghĩ ra một ý. Sẽ vui lắm cho mà xem. Barbie, cậu ở đâu? Lạ quá. Barbie. Tớ đây này. U là trời. Hả?
mặc đồ tông sợi tông thì tạo dáng cùng nhau nè. Đúng không? Ok, cũng vui đấy. Đi nào. Được rồi, nhưng tớ cần mua vài đôi giày mới. Cứ ngồi ngay đó, để tớ tìm cho cậu vài đôi. Nào, mang ra đây. Cô có thích đôi nào không? Ôi wow, dễ thương quá. Giày cao gót. Ồ, không, đôi này đẹp hơn. Tìm tớ đi, đeo thử vào. Thôi nào, nhét chân vào. Sẽ vừa mà, chỉ một chút xíu nữa thôi. Không biết có phải cỡ của tớ không? Cố lên. Coi chừng. Xin thì tôi. Đưa cho tớ. Ông cậu sẽ giết tôi đấy. Nhưng cảm ơn quý khách đã ghé. Tiền mặt hay thế. Đắt cắt cổ luôn. Đừng có la để tớ trả. Tiền mặt à. Yeah. Tạm biệt. Tạm biệt. Cặp đồ dễ thương quá. Mà chờ một chút, tiền mặt bao bìa. Không thể tin nổi. Cướp trắng trợn luôn. Ai đó gọi cho cảnh sát giùm tôi. Cứu tôi với. Đời tôi kết thúc rồi. Nhà thân yêu, chiều này đi chơi vui quá. Gì nữa nhỉ? Còn tùy vào số tiền mà tớ có. Chuẩn, tớ biết. Tớ sẽ mang đến cho cậu một bất ngờ. Bất ngờ à? Tớ đèn à? Xin chào. Có ai ở nhà không? Ai đó? Màn đèn bị sao vậy? Xin chào. Ôi, chờ một chút. Là búp bê không đầu. Tội nghiệp Barbie. Ôi sao mà quá trời vậy? Thật kinh dị. Ôi không. Điều này sẽ không xảy ra với mình. Quả bóng. Em gái của Timmy. Hi. Đúng rồi. Hi Barbie. Hãy chơi nào. Barbie, tớ về rồi. Cái quái. Chị lấy giúp em hũ đường. Timmy, cậu về rồi. Anh còn muốn uống trà không? Không, cảm ơn. Không sao cả. Em ra ngoài chơi nhé. Ừ, được chứ. Cảm ơn anh. Vui thật đó. Tất nhiên rồi. Bye. Bye nhá. Con bé đã thay đổi nhiều. Nhìn kìa. Bé để quên Barbie. Ôi. Hi Barbie. Hi Ken. Chà. Nhìn mà xem. Gì cơ? Ngồi xuống. Hả? Đến là cậu được nâng chiều rồi. Ngồi chắc nha. Cậu đã làm gì tóc tớ vậy? Tớ thấy khác bọn hẳn. Nhìn cậu đẹp trai lắm. Đây là nhà tớ. Wow. Cậu có muốn tớ vào thế giới của cậu không? Nếu cậu muốn, tớ rất vui được mời cậu. Vậy thì... Tớ rất muốn biết nơi cậu sống. Tớ rất vui. Vào đi. Đây là thế giới của tớ. Tuyệt. Ê, có gì đó ở dưới này. Cái gì thế? Không đời nào. Coi nào. Nó bị mắc kẹt. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Này, của tớ. Trả tôi đây. Quẩy lên nào. Hát quá. Đừng có hòng. Cậu nghĩ mình đang làm gì hả? Lấy thứ thuộc về tớ. Ôi không. Nghiêm túc đấy hả? Đâu tôi. Đau dã man luôn. Tóc của em rối tung rối mù. Giúp em. Chẳng gì bằng vàng. Thực ra đó là thứ mà em cần. Dễ chịu ha. Đã đủ lâu chưa? Xin chào làn da căng mịn. Wow, ưng cái bụng. Nhưng cái miệng đó. Thế ghê quá nha. Chăm sóc răng miệng không phải chuyện đùa. Đánh răng thôi gái ơi. Bắt đầu nào. Mảng bám biến đi. Thật hoàn hảo. Hả? Không. Đẹp cứng nhau. Đưa cho chị. Có chuyện gì vậy? Mình vẫn nghèo rất mồng tơi. Khoan đã. Nhìn qua bên này. Đây là nơi nào? Gian. Tuyệt. Đừng ngốc mình đang đói. Có hơi mặn mặn. Dưỡng da nào. Hả? Cứ tin chị nhá. Để chị trà cho thật kỹ. Hoàn hảo. Và rửa sạch. Đó. Lộng lẫy. Làn da hoàn hảo đáng chờ đợi.
Mình đã làm gì thế này? Oops. Hình như mình trả hơi mạnh tay. Làm ơn. Cảm ơn trời. Hàm răng của gái trông gớm quá. Khoan, kiểu cao su. Chuẩn không cần chỉnh. Nhiều mảng bám quá à. Lại trắng tinh tươm rồi. Cảm ơn chị. Ơ, răng mình thì quá thảm. Thật ngon ngào. Có chuột chết à? Em đó sao Barbie? Hồi khiếp. Nhưng chị xử lý được. Nhặt hết răng đi nè. Bãi kẹo cũ. Gái bẩn quá nha. May mà xong rồi. Tắm thôi. Nước ấm đúng như em thích nha. Hãy nằm đây mà thư giãn. Cần bật tắm thì sao? À hả? Hãy tận hưởng. Như khoan đã. Hả? Em là người sói à? Chẳng gì mà dao cạo nhỏ không thể khắc phục. Lông dày quá. Xấu hổ chết mất thôi. Ôi trời đất. Rồi sao thì ra ngoài thế nào? Có gì xa xỉ hơn một chiếc áo choàng cơ chứ? Chắc chắn là không có. Oh baby baby. Woohoo. Úi da. Em không sao chứ? Hình như là có sao đó. Đau lắm. Ném cho em ít vụn xuống đây đi. Cái gì? À, chỉ có một ý tưởng còn hay hơn. Đó. Một bồn tắm dành riêng cho em. Nhưng phải lấp đầy nó cái đã. Này, thêm một chút đất nữa nhá. Và thành phần kỳ diệu của chúng ta. Một chai nước cũ. Khỏi khách sáo. Không không không. Có. Nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, lạnh quá. Đất bẩn ở khắp mọi nơi. Không nghe thấy em. Mà chờ một chút. Em thích Skittles nhỉ? Không phải trong bồn tắm. Hết rồi. Ui, xin lỗi nhá. Đừng giả vờ. Nhưng em sạch rồi. Chúng ta cần một bộ trang phục mới. Khá dễ thương phải không? Tự thiết kế từ A tới Z luôn. Khoan, gì thế? Ô, giơ lên em hả? Chị xin lỗi. Tròn quá. Mình có thể thổi to đến mức nào? Úi da. Chuyện này thật xui xẻo. Dính cả lên người em. Tạm biệt bộ tóc cũ. Cứ ngồi yên cho chị. Chưa gì đã thấy đẹp hơn. Xanh điệu ghê. Chỉ còn vài sợi nữa thôi. Em bị chọc rồi. Vậy là được rồi. Không còn bãi kẹo. Đúng rồi. Trên người chị có rất nhiều vàng. Chào mừng những lọn tóc mới bằng vàng. Wow. Bộ tóc lấp lánh kìa. Thật lộng lẫy. Em ấy đẹp xỉu luôn. Nhưng mình vẫn có thể làm tốt hơn. Lấy một đoạn dài. Tóc đuôi ngựa xì tin. Đáng yêu quá đi mất. Ôi cục vàng của chị. Trời ơi, ngon tuyệt cú mèo. Thật ngọt ngào. Mình có một ý tưởng hay. Hãy hôn tạm biệt mớ tóc rối. Yểu. Nó vẫn còn dính chặt nè. Ôi không. Tóc của em kìa. Đừng bận tâm. Đã đến nước này thì đành dùng biện pháp mạnh. Cắt cắt baby. Hãy tin tưởng quá trình. Em không tin đâu. Tóc em. Wow, đẹp hết sảy luôn. Điều đó làm chị nghĩ chị sẽ làm tóc mới cho em. Sẽ chỉ mất vài phút thôi, không lâu đâu. Sắp xong rồi. Biến mọi tin xấu này thành điều gì đó tốt đẹp. Một thứ gì đó cực kỳ tốt. Chừng đó chắc là đủ rồi. Nhưng mình muốn tóc xoăn thật nhiều mới được. Wow, đẹp quá nè. Và thật dễ dàng. Dán lên đều. Xin chào bộ tóc xoăn tuyệt đẹp. Càng lúc chúng em càng dễ thương đấy. Nhưng chỉ còn một việc. Màu sắc yêu thích của em. Vậy em có thích không? Chị thì mê. Wow, không đời nào. Chiếc giường đẹp quá. Mình muốn tất cả luôn. Tưởng gì chứ tiền thì chị đây không thiếu. Mua sắm thả ga nào. Và mình chỉ cần tiền thôi. Đặt một tờ tiền lên bàn. Chỉ với vài lần gấp cẩn thận, bạn có thể biến nó thành một món đồ cực ngầu. Chờ xíu nha. Đó, rất nhiều luôn. Và tất cả là dành cho em. Xong. Còn cả trên nữa. Toàn là tiền với tiền. Em được làm bằng tiền cơ ngà. Hết nước chấm.
Bây giờ hãy thể hiện sự phù hợp đó. Cô đang mặc gì vậy? Barbie bên này nè. Cứ từ từ sẽ đừng ngắm ta mà. Chúng mình nổi tiếng rồi cơ ạ. Cứu em. Gì? Barbie? Chị mau đến đây giúp em. Lũ dán ngu ngốc. Để tao yên. Tao quá xinh đẹp, mau tránh ra. Yeah, đánh cho như tử luôn. Ok, em xử nó rồi. Nhưng nhìn em xem, quần áo rách tả tôi rồi. Này, biết tất cũ. Thầy có triển vọng hơn đấy. Chúng ta sắp có trang phục lộng lẫy rồi. Thế này là đủ dài rồi đó nhỉ. Dù sao mình cũng chưa từng thích chiếc tất này. Đây, mặc thử nào. Cưng xỉu, hết nước chấm. Em còn xinh hơn trước nữa. Khỏi khách sáo. Lũ bọ nên tấn công em thường xuyên hơn. Ups. Miễn em thích là được, Barbie. Không công bằng. Vài bên kia xinh hơn. Chán như con rán. Của tớ, của tớ. Tụi ta, mình sẽ mua búp bê Barbie này. Này, quá chậm leo leo. Không công bằng. Tại em đen thôi. Hết hàng rồi. Hết Barbie rồi á? Cửa hàng dở hơi. Có ai gọi nơi này là dở hơi hả? Từ từ đã. Cháu đã bị bệnh. Nhưng cháu không hiểu. Không, cháu không phải kẻ trộm. Của tớ, của tớ. Tớ muốn nó. Được rồi, của tớ. Không, của tớ chứ. Này. Không, bọn trẻ nghi ngờ. Cháu chỉ nhỡ tay thôi. Chuồn nhanh. Cháu đã bị bệnh. Tại sao? Cháu không làm gì cả. Barbie, chúng ta cần phải ra khỏi đây. Cháu đang đào đường thoát. Quá chậm. Hả? Đây là gì? Chẳng có gì ngoài sàn gạch. Cách này không ổn. Khoan, biết rồi này. Chúng ta sẽ ra khỏi đây. Cách này chắc chắn dựa. Siêu sức mạnh đã kích hoạt. Cố lên. Ôi không. Ai mà lường trước được. Này, thu đầu vào. Chui vào. Đừng lo lắng Barbie. Tớ sẽ tìm lối thoát khác. Thực ra Bingo. Cùng thoát khỏi nhà tù nào. Hả? Lại trò con bò gì kia? Mỗi người một cá tính. Trời ạ. Bà khiếp. Thấy ghê quá. Cái gì? Mới có 5 tiếng thôi á? Còn rất nhiều thời gian. Mình không thể chịu được nữa. Hãy nhìn vào đây này Sabi. Tớ tự kéo vào đấy. Một cây búa. Còn gì đây? Cách xây một nhà tù tí hơn. Tất nhiên rồi, tớ biết phải làm gì rồi. Đầu tiên phải xây một cái lồng. Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng bằng vật liệu gì? Khoan, nơi này đầy kim loại. Bắt tay vào việc thôi nào. Gần được nè. Có rồi, chuẩn không cần chỉnh. Mình cần thêm. Ok rồi. Bắt đầu quá trình xây dựng lồng. Nhưng mình cần một bức tường. Không có gì mà bìa cứng không thể sửa. Mà nâu xấu òm. Màu này nhìn đã thấy ảm đạm. Cậu nghĩ sao Barbie? Nhìn ngón tay đi. Được đấy nhở. Son môi của tớ. Màu hồng hợp mọi nơi. Chưa gì đã đẹp hơn hẳn. Một bức tường hoàn hảo, vừa như in luôn nè. Cậu thấy thế nào? Lồng đẹp quá đi mất. Cả hai đứa mình nhìn thấy ở trước tu. Tiếng gì vậy? Trời, ăn kèm sướng quá đi. Ừ, eo ơi, thôi kệ đi. Gì nữa đây ta? Bồn tắm. Cậu cần tắm đấy. Kèm ngon bá cháy bỏ chết. Aui, gì vậy trời? Một hộp đựng kem đã hết. Hoặc là một bồn tắm mới. Dù sao nó cũng là của mình. Nhưng mà siêu đơn điệu. Đã đến lúc trang trí rồi. Còn vòng tay của mình thì sao? Nhỏ nhưng có võ. Hãy xem phép màu đây. Với một ít keo và sự kiên nhẫn, mình có thể trang trí mọi thứ. Được rồi, đến giờ ngâm mình rồi. Từ từ, chúng mình có thiếu gì không? Khoan, cần có nước. Cần cả miếng này nữa. Đây rồi. Mình sẽ xả nước cho nó ướt. Đó, đẫm nước rồi nha.
Tiếp theo là xà phòng. Nó ở đâu rồi ta? Mình chẳng muốn biết đâu. Cậu ấy sẽ chẳng để ý. Ok, có đủ đồ rồi. Chúng ta tắm thôi nào. Và tớ đang tạo bọt. Ổn chứ? Thì tớ đã thấy sạch hơn. Rất sẵn lòng phục vụ công chúa. Thỏ thư giãn quá kìa. Cậu ngủ quên luôn. Tớ đưa cậu về giường nha. Đừng lo lắng, có đây rồi. Phải ngủ đủ giấc mới khỏe đẹp. Và tất nhiên là một tấm chăn. Hai lớp cho công chúa của tớ. Ngủ ngon. Còn mình sẽ ăn vặt. Tớ biết rồi. Ghê quá. Tớ sẽ làm giường tử tế. Tớ biết tìm ở đâu rồi. Phải làm cho nó êm ái. May mà tớ có rất nhiều rác. Nhét đầy vào hộp. Hoàn hảo. Vậy là ổn rồi. Trang trí nữa thôi. Cơn mưa kêu rán đây bà con ơi. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Vậy là ổn rồi. Xong. Giờ mới đến phần vui. Hãy xem đây. Nhưng mà chưa xong đâu. Giờ thì làm ván đầu giường. Tớ không thích màu này chút nào. Được rồi, vậy hãy tìm màu khác nào. Được không? Không. Màu nâu vàng. Tớ chỉ có thế thôi. Ê, tớ thấy hoa văn này cả nhà ơi. Ván đầu giường cực xinh luôn. Barbie sẽ thích nó. Nhưng còn giải này thì sao? Đúng rồi. Mình sẽ quấn nó quanh giường. Chuẩn luôn. Cậu không cần phải ngủ trên sàn nữa. Cũng không lo có côn trùng. Ngủ ngon nha baby. Hả? Lại nữa hả? Trời, nãy thì khát khô. Giờ thì lại mắc đi cậu. Wow. Đợi chú 10 phút nha. Hoặc 20. Thấy ghê quá. Khoan đã. Em cần có bồn cầu. Và chị có ngay đây. Ta-da. Sơn thôi nào. Bồn cầu trắng sạch sẽ là chuẩn nhất. Chỉ cần đặt nó lên bệ như thế này. Nắp mỏng tinh tế nên ngắm nhìn thanh quả. Duyệt. Duyệt. Nhưng còn thiếu gì đó. Eo ơi. Vẫn còn mùi lắm bà con ơi. Xong rồi. Chỉ nhắc qua. Chú ấy cứ ném đồ tùm lum vào người mình. Nhưng mình sẽ tận dụng nó. Bồn cầu của quý cô ạ. Cậu có thể làm chuyện hệ sự rồi. Chúc vui vẻ. Cứ thoải mái riêng tư nhá. Tớ ngồi trong này chán lắm. Biết rồi này. Đọc gì được ta. Ú là la. Vào việc thôi. Sắp xong rồi. Chuẩn. Của cậu đây Barbie. Kính của mình đâu nhỉ? À thấy rồi. Hơn rồi. Này, bộ đồ dễ thương quá. Nhưng làm như thế nào nhỉ? Chờ một chút. Bingo. Dầu gội đâu? Không còn nữa. Mình sẽ cắt cái hộp này ra. Xong. Gặp lại bạn Sơn nè. Màu trắng lúc nào cũng đẹp. Nhưng có hoa văn thì đẹp hơn. Hả? Chuyện gì vậy trời? Không, cứ anh ấy đi. Lần nào cũng xúc động. Chắc là phim buồn lắm. Người mất, người lại được. Cũng không đến nỗi tệ. Mèo mó còn hơn không nhỉ? Đó, phải dán khăn giấy thật chặt nè. Ok rồi đấy. Nhưng chúng ta vẫn cần kệ. Không gì mà bìa cứng không xử lý được. Tuyệt. Đặt ở đây nè. Gì đây? Cuối cùng mình cũng có chỗ đựng đồ. Cậu thích không? Nhưng tớ ngủ trắng điểm ở đâu? Khoan, có gương đây rồi. Cho cậu đấy. Rất là hợp luôn nha. Ok, tiếp theo là bàn trang điểm. Tôi biết lấy ở đâu rồi. Đi theo ta nào. Nó dính chặt quá. À, mình chỉ cần một chút keo nóng thôi. Và vài cái kệ nữa. Gần xong rồi. Còn chân bàn nữa. Quá ổn áp. Mình chọn phong cách giữa thế kỷ hiện đại. Nhưng tớ sẽ ngồi ở đâu? Cậu đòi hỏi quá. Ui. Đợi một tí nhá. Tớ có ý hay lắm. May mà có sẵn cái này. Phải làm cho nó thật ướt.
À, đất bọt siêu cấp đây. Vừa đủ luôn. Thôi nào, dính đi. Vậy là xong. Ghế đậu có ngay đây. Mời quý cô. Để tớ ngồi thử xem. Wow, tuyệt. Và thêm vài chi tiết nữa. Trang trí thật là nghệ nè. Thật đẹp phải không? Ê, ý này hay đấy chứ. Bảng đếm ngược này. Sắp tự do rồi. Cái này cho em này Barbie. Tuyệt. Làm cho em một tấm thảm nha. Chẳng ai thích sàn nhà lạnh như băng. Dù chỉ là một tờ giấy vệ sinh. Dễ thương quá phải không? Hoàn hảo. Ok là. Ôi không, không thể để chỗ này trống. Sao trang trí lại khó đến vậy? Chờ một chút. Người đẹp ngủ trong rừng đang đếm cừu. Vậy mình sẽ lấy chậu hoa. Mình quá xịn. Đặt ở đây rất hợp nè. Hãy xem không gian ấm cúng của cậu. Tất cả đều dành riêng cho cậu. Oh yeah. Cậu thậm chí còn có hoa tươi và một bảng trang điểm. Cái lồng này đẹp hơn phòng giam của tớ. Cuộc sống sướng thế nhỉ. Đã đến lúc chúng ta phải đi. Ô, thật hay đùa vậy. Mới có 5 phút trôi qua. Hả? Có đổi đất à? Hay là tù nhân bị kích động? Cái quái. Cái lồng nhìn sang chảnh quá. Phải đi xem mới được. Thứ đó đẹp quá. Cái quái. Đi vào trong đi, Ken. Chỗ này nhìn ngồi đấy. Có hơi nữ tính nhưng chắc em sẽ quen thôi. Cơ hội đây rồi. Hãy chuồn khỏi phòng giam này. Wow. Khoan. Tớ chưa bao giờ thích màu cam. Cậu cũng vậy. Bay đồ dở hơi. Quay lại đây. Bọn tội phạm. Quay lại hiện trường vụ án. Chị Thu Ngân. Chị ơi, em nè. Eo ơi. Mình phải làm gì bây giờ? Cảnh sát. Nhanh áo choàng. Tù nhân ở đâu? Tôi không làm gì sai. Đồ vô dụng. Chắc chắn nhỏ chị ở quanh đây. Xin chào. Không đời nào. Đó là gì vậy? Có gì đó khả nghi lắm.